Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn tiếp cái bài tiếp theo. Thì bài này chính là bài số 3. Bài số 1 thì chúng ta đã tạo được cái cơ sở dữ liệu. Bài số 2 thì chúng ta đã tạo được cái trang master dùng chung. Thì bây giờ là bài số 3. Thì bắt đầu tôi hướng dẫn các bạn cách viết code. Thì ở đây phần viết code đây thì tôi sử dụng cái công nghệ Linkui để tôi viết code. Một số bạn có thể sử dụng cái chức năng là CS Romware cũng được. Còn tôi đây tôi sử dụng chức năng Linkui. Tại sao tôi lại sử dụng Linkui mà tôi lại không sử dụng cái CS Romware giống như bình thường các bạn hay làm? Nó có cái lý do như thế này này. Đơn giản mà trong quá trình làm tôi thấy viết bằng Linkui nó nhanh hơn. Tức là khi mà chúng ta có cái cơ sở dữ liệu á, tức là chúng ta có thể dùng bằng, một số bạn là dùng bằng cái SQL Server, cái phiên bản chúng ta là viết, hoặc một số bạn dùng cái Oracle, một số bạn dùng Excel. Thì bây giờ như vậy thì cái database như vậy thì chúng ta viết mỗi lần chúng ta thay dữ liệu á thì chúng ta phải viết lại cái câu select somewhere, nó cũng cực lắm. Cho nên tôi dùng Linkui thì chúng tôi chỉ cần thay đổi cái tên bảng table lập tức nó cập nhật hết toàn bộ dữ liệu, nó nhanh hơn. Đó cũng là một cái nguyên nhân để tôi chọn Linkui. Mà còn nhiều cái nguyên nhân khác để tôi chọn Linkui mà tôi lại không chọn cái dạng select somewhere giống như các bạn viết chẳng hạn. Hoặc là cái theo cái dạng HTML các bạn thường hay viết cũng được. Thì như vậy thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng viết cập nhật dữ liệu xuống bằng công nghệ Linkui. Như vậy bài số 3 bắt đầu tôi sẽ cho các bạn xem lại cái database hồi trước chúng ta làm ở bài 1. Đó là chúng ta mở cái SQL Server lên. Ở đây SQL Server tôi xin xài phiên bản 208R2 và tôi kết nối bằng cái tên máy tính chứ tôi không dùng cái chức năng address các bạn. Bấm connect. Rồi, tôi mở cái database lên. Thì cái bài trước tôi lưu là trong ổ D, hướng dẫn website, giao diện và để add data. Đây là cái cơ sở dữ liệu của tôi. Đây, cho các bạn xem lại. Thì bữa nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách là thêm dữ liệu xuống cái bảng gì đây? Danh mục lớp. Danh mục lớp ha. Rồi, thì tôi cho bạn xem lại. Thực ra bữa nay tôi không có dùng gì nên tôi không có viết thêm đây. Để nguyên lại. Rồi, tiếp theo tôi sẽ mở cái này lên. Để qua tôi viết code. Như vậy database của tôi đã có rồi các bạn nhé. Đây. Chọn database ha. Rồi tôi chặn nó. Kêu. Đổ dữ liệu ra. Rồi sau khi có xong thì các bạn refresh lại cái cập nhật. Ở đây này có đây này ha. Đây, nó có các cái table. Thì bây giờ tôi sẽ cập nhật vào cái table danh mục lớp ha. Rồi. Tôi mở cái này lên. Cái bài bữa trước tôi thiết kế cái master dùng chung này, bữa nay tôi sẽ mở ra bằng cách tôi làm lại chút cho nhanh chóng và dễ nhìn ha. Đây, open. Bữa trước ta new website nhưng bữa nay chúng ta đã có rồi, chúng ta không phải new, chúng ta chỉ cần file open, chúng ta chọn tiếp theo mà chúng ta chọn là open website, chúng ta chọn vào ổ D này ha. Rồi từ mục hướng dẫn web, đây là từ mục web chưa chúng ta ha, chứ chúng ta không chọn bên trong nha. Rồi chúng ta chỉ cần chọn tới đây đủ rồi, tôi chọn là tạo website, tạo giao diện ha, bấm open. Rồi, sau khi vào tạo giao diện xong rồi thì chúng ta sẽ, bữa trước chúng ta đã có cái database rồi này, đã có cái này rồi, đã có mấy cái hình rồi ha. Rồi, nhưng mà chúng ta chưa biết cái gì cả. Bữa nay tôi hướng dẫn các bạn cách viết thì ta sẽ nhấp phải vào cái default này. Đấy, chọn design view. Nhớ nha, nhấp phải chọn design view thì ra cái bảng này. Rồi, chúng ta sẽ xóa cái này, chúng ta bắt đầu viết. Nhưng mà trước khi viết thì chúng ta phải tạo một cái lớp để nó để nó kết nối được giữa cái phần mềm. Chúng ta sẽ tạo ra một cái lớp để kết nối giữa cái phần mềm Visual này với cái SQL Server này. Như vậy chúng ta sẽ tạo một cái lớp để kết nối giữa cái SQL với cái này. Nó gọi là lớp cơ sở hay là lớp connect ha, connection. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tạo ra bằng cách tôi nhấp phải. Tôi tạo một thư mục đi cho nó chứa dễ cái class ha. Này thực ra tôi đang tạo cái class kết nối new. Folder này, folder app code ha, để chứa các cái class trong đây. Rồi tôi nhấp chuột phải vào cái thư mục là add data code, tôi chọn là new item, add new item ha. Tạo ra một đối tượng mới. Tôi chọn ở đây là tôi tạo vào cái lớp kết nối đó là Linkui to SQL class. Rồi tôi chọn đây là tôi đặt cái tên cho nó cho nó dễ quản lý. Kết nối. Rồi. Rồi, tôi để mặc định bấm
Thì các bạn sau khi add xong thì cái lớp kết nối sẽ được tạo đây và nó sẽ mở ra luôn. Chúng ta có thể đóng lại và mở lại cũng được. Các bạn dễ quan sát, nhấp phải vào đây, chọn Open. Sau khi Open xong thì nó cũng chưa kết nối được với cái SQL đâu. Muốn kết nối được thì chúng ta phải mở cái bảng ra, lấy cái bảng để cho nó kết nối. Chúng ta kết nối tới bảng nào thì chúng ta sẽ chỉ đây, lấy vào đây cho nó này. Chúng ta sẽ lấy từ SQL vào đây cho nó này thì nó mới kết nối được các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ vào đây để lấy cái bảng ra bằng cách vào Tool. Trên menu của cái Visual Studio chúng ta chọn Tool, chọn Connect to Database. Chúng ta chọn Connect to Database xong chúng ta trong mục server chúng ta phải chọn cái tên cũng được, nhấp vào đây thì cũng được, hơi lâu. Tôi muốn nhanh hơn, tôi gọi dấu chấm thôi. Tự động dưới đây nó sẽ tìm ra. Một số bạn mà có cái username bắt buộc để kết nối ở đây cũng được. Được này tôi không cần, tôi sử dụng cái chức năng bình thường này thôi ha. Rồi, tôi nhấp vào đây. Tôi chọn cái tên database của tôi là cơ sở dữ liệu, bấm OK. Đó. Cái cơ sở dữ liệu của tôi các bạn thì thực ra là nó nằm ngay ở dưới đây này, nó tên đây này. Đó. Nó tên là cơ sở dữ liệu mà khi mà tôi nhấm vào nút EQ thì nó sẽ tên cơ sở dữ liệu đây này. Đó, nói này. Đó. Tôi kết nối tới cái database này. Đó. Trong database này có những cái table này sau. Thì tôi muốn kết nối tới table nào trong đây thì tôi sẽ cầm được kéo vào trong cái bảng của Visual trong đây thì lập tức nó sẽ có. Rồi, sau khi nó kết nối xong rồi ta sẽ nhấp vào mũi tên để ta thấy được những cái table đó. Bây giờ ta muốn viết cho cái table danh mục lớp thì ta cần kéo một mình danh mục lớp là đủ rồi. Cầm chuột giữ chuột trái vào đây ha, giữ chuột này, kéo của vào đây. Đó, chúng ta kéo vào đây đủ rồi, một bảng chúng ta viết cho nó, kéo mình nó, kéo hết làm chi. Rồi, tắt đi, yes, lưu lại. À, như vậy chúng ta đã có một cái table ở đây rồi ha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu viết code. Như vậy chúng ta đã kết nối được từ database, từ cái gì đây, cái SQL với lại cái Visual Studio rồi. Như vậy là link quy của chúng ta đã xong rồi các bạn. Thì bây giờ chúng ta chỉ viết code cho nó thôi. Ta nhấp chuột phải vào đây đi. View Design ha. Chúng ta nhấp chuột phải vào đây. Chúng ta chọn là tạo cái table đi cho nó dễ quản lý ha. Ví dụ chúng ta tạo ra là 7-8 dòng gì đó đi, hai cột thôi, đơn vị là 1000 pixel đi, cho nó rộng rãi nhé. Rồi bấm đơn vị chúng ta là pixel. Đấy, chúng ta chọn center đi, tùy các bạn ha. Muốn căn chỉnh như đây, border là cái khung này, mẫu khung này, rồi màu nền này, hoặc là các bạn chọn đây cũng được, nếu có hình chọn đây cũng được, tôi không cần. OK. Rồi, tôi quét khối cái vùng này lại, tôi định dạng kích thước cho nó. Như hôm trước tôi có chỉ đây là align, tức là các bạn sẽ chọn kích thước để ngang, nó là 1000, tôi chọn đây 500 đi, chẳng hạn, pixel. Rồi, cái quay, cái này các bạn để căn chỉnh ở đây, cái này là căn giữa, căn trái, căn phải gì đó, đây là chỉnh CSS, tôi giới thiệu sơ sơ qua chút. Cái title để hiển thị lên, các bạn muốn hiển thị cũng được không, tức là đưa chuột vào. Khi ta đưa chuột vào những cái ô này thì hiển thị những cái title lên. Rồi chúng ta có thể định dạng thêm đây, như là chiều cao, các cái header ta muốn hiển thị. Rồi màu của cái background, align là căn chỉnh, đây là màu background, align căn chỉnh. Đây nó đặt tên, nó không cần được ha. Rồi tương tự như vậy thì tôi lại quét khối tiếp những ô bên đây. Tôi tạo tiếp một cái nữa, đó là 500 pixel. Và nhưng mà tôi sẽ ở la, tôi sẽ căn nó là căn trái đi ha, cho nó nằm phía bên này các bạn, nên tôi căn trái. Rồi nhưng bên này nãy nhưng lúc nãy tôi chưa căn, tôi quét khối lại, tôi về ở la, tôi căn bên phải để cho nằm phía bên đây ha. Rồi đây tôi quét khối này lại, tôi là cell. Rồi các bạn ở đây tôi sẽ chọn là center, nhưng kích thước dưới này nó sẽ thay đổi thì tôi sẽ đổi cái này, tôi xóa này đi ha, tôi đỡ nó đây là 1000 đó. Rồi các bạn muốn thì lấy thêm cái công cụ đó là label, là cái nhãn. Chúng ta muốn tạo nhãn thì chọn label, chọn label ha. Chúng ta double tự động xuất hiện ở đây, chúng ta có thể nhấp tới đây cũng được, chúng ta nhấp vào đây, chúng ta gõ trực tiếp tại đây, hoặc là chúng ta trong cái ô này có test chúng ta gõ trực tiếp ở đây cũng được. Chúng ta có thể gọi ví dụ như là thêm, đây là danh mục lớp. Các bạn gõ ở đây hoặc gõ ở đây tương đương. Chúng ta gõ ở đây xong chúng ta bấm này, lập tức là nó sẽ đổi. Đó, các bạn thấy nó thay đổi đây không? Như vậy dưới đây có khác gì nhau đâu. Đấy. Rồi. Chúng ta muốn lấy, tôi mục đích tôi lấy cái label để tôi định dạng cho nó dễ cái màu sắc mà.
chúng ta không có label, chúng ta không sử dụng được cái chức năng hay chức năng này, nó không sử dụng ở đây mà nó bắt buộc chúng ta phải định dạng trên đây này. Thì ở đây tôi dùng label, tôi sẽ định dạng được ở đây nó tiện hơn. Tôi thấy ở đây tôi tiện, tùy hai phương pháp các bạn chọn phương pháp nào cũng được. Rồi màu, ok, phong chữ size cho nó 18 đi. À, PT, phong chữ các bạn phải định dạng là PT nhé. Rồi, các bạn không thích cái chữ này, chữ thường các bạn định chọn chữ hoa đây cũng được. Nó vào đây, xanh một đó. À, đấy, các bạn nhấp vào đấy, các bạn thấy đây cũng thay đổi theo này. Các bạn thấy đây nó không in đậm, chúng ta phải nhấp vào đây, chúng ta chọn đây chiều. Rồi, in đậm ha, chiều. Rồi, xong đó chúng ta có thể định dạng ở đây. Lớp của chúng ta thì các bạn thấy này, nó có cái trường lớp đây đúng không? Thì có các cái cột như là tên lớp này, số điện thoại, thời gian. Còn cái số thứ tự là tự động nó tăng rồi. Như vậy chúng ta có 4 cột. À, chúng ta cho các bạn xem code nó dễ nhìn hơn một chút xíu nữa. Code đây, lớp. Thì cái cột này là số thứ tự tự động tăng dần. Identity. Thì cái chức năng này nó tự động nó tăng nên chúng ta không thể thêm vào đây được mà tự động máy nó tăng. Chúng ta chỉ cần thêm dữ liệu vào mục này. À, đấy. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ thêm vào 1, 2, 3, 4 ha, mã lớp, tên lớp, điện thoại và thời gian. Chúng ta sẽ thêm dữ liệu vào đó bằng cách chúng ta sẽ thiết kế ra bốn cái label. 1 này. 2. 3. 4, nó hơi ít ha. Rồi, chúng ta sẽ đây là cái test box. Chúng ta tìm một test box, lấy test box ra. 1. Nè, chúng ta có thể double chọn nó đây này. Double ở đây hoặc ta cầm chuột giữ lại kéo thẳng ở đây cũng được. Tùy phương pháp. Rồi, thì sau khi chúng ta kéo ra rồi thì chúng ta sẽ thêm một cái nút nữa, đó là nút bấm. Chúng ta thêm thì nó nhấp được vào đây, chọn insert này. Below, tức nằm dưới ha. Insert thêm cái nữa đi, thêm dòng nữa. Below luôn này ha. Đó, rồi. Các bạn muốn cứ thêm cái nhấp đây, không below thì là chọn là above cũng được ha. Above nó cũng nằm trên mà. Rồi, chúng ta có thể luôn nhấp tạo một cái bút tông này, hoặc là các bạn muốn lấy cái bút tông mà bút tông này nó không có hình, muốn có hình chúng ta chọn là email bút tông cũng được, chúng ta lấy cái hình ở đây cũng được. Chúng ta muốn tùy ha. Đây tôi chọn email bút tông cho nó điệu một tí, chọn vào đây. Rồi chúng ta nhấp vào, khi chúng ta chọn vào chúng ta nhấp chuột phải ở đây này, chọn nút property thì cửa sổ property xuất hiện. Thì ở đây có mục chúng ta tìm cái chữ là email url, chúng ta nhấp được ba chấm. Chúng ta tìm cái nút bút tông, chúng ta chọn nó bấm ok vào. Đây nó chưa có nên tôi sẽ tìm một cái bút tông có sẵn trong đây của tôi. Tôi copy lấy cái nút thêm rồi bỏ vào đó đây ha. Các bạn cái này dùng Photoshop các bạn ạ ha. Chúng ta biết dùng Photoshop chúng ta tạo ra những cái hình này cũng được, chẳng đẹp. Hoặc các bạn không muốn thì vào mạng tìm cái bút tông nào mới đẹp thì chọn thì chúng ta lấy vào cũng được. Ở đây của tôi không có bút tông thêm à. Đây các bạn này, copy cái này lại ha. Copy cái hình này lại, hình này. thêm.gif. Các bạn học Photoshop thì các bạn nên biết một chút về bên cái tab vào đây ha. Biết một chút thêm lên vào đây này. Một chút về bên Photoshop thì nó đẹp hơn các bạn ha, chỉnh nó đẹp hơn. Đấy. Chúng ta nhấp vào đây lại. Nhấp phải này. Property. Rào. Rào tới đây và thêm. Đấy, các bạn thấy nút thêm có này ha. Nó đẹp hơn. Còn nếu chúng ta không thích thì chúng ta kéo bằng cái bút tông ra cũng được. Thì cái này nó không có hình, chúng ta đâu có thấy cái chữ nào là email với url đã đâu. Rồi ha. Nên là tôi không thích cái này, tương đương nhau mà hai nút này tương đương nhau chỉ khác cái màu bên cái này. Rồi sau khi bây giờ sau khi có rồi tôi sẽ đổi cái tên này. Đây tôi ghi là gì đây? Câu đầu tiên là mã lớp, tên lớp, điện thoại, thời gian, phải không? Nhưng các bạn thời gian thì tôi không cần đâu. Thời gian này tôi sẽ thêm bằng cách là tự động lấy giờ của giấc máy nên tôi sẽ delete cái dòng thời gian. Delete row. Xóa dòng thời gian ha. Tôi ghi đây là mã lớp. Rồi,
Tiếp theo tôi ghi đây cái thứ hai đó là tên lớp. Rồi, cái thứ ba thì đây là cái gì đây? Mã lớp, tên lớp, rồi điện thoại nè các bạn ha. Rồi, sau khi có điện thoại rồi các bạn thì nó sẽ xuất hiện đây. Mã lớp, tên lớp, điện thoại. Cho nên chúng ta muốn đây chúng ta mới đặt cái nhãn thôi, chúng ta chưa đặt tên cho cái label mà. Muốn đặt tên chúng ta nhấp cái phím ở đây này, chọn property. Ta kéo thanh chuẩn lên nó có chữ là ID label 2 này. Thì cái chữ ID label 2 này nó tương đương với chữ đây này. Các bạn đổi nhập trực tiếp tại đây hoặc nhập tại đây tương đương nhau nhé, hai chức năng này tương đương nhau. Một rồi. Thì đây ví dụ tôi muốn đặt ID của nó, tôi đặt tên này. Label viết tắt là label. À, mã lớp à, tên lớp tôi nói nhầm rồi, lỗi ha. Rồi tương tự ở đây à, cái như vậy cái chỗ này tôi cũng đặt nó lại là tên lớp cho các bạn ha, cho nó phù hợp chứ không phải là mã lớp, tại mã lớp nó là số thứ tự rồi mà tự động tăng nên tôi không có cập nhật được vào cái số thứ tự đó. Tên lớp xong thì đây là cái gì đây à, ố đúng đúng mã lớp mà. Hôm nay tôi nó bị sao rồi ta, nó hay nhầm. Xin lỗi các bạn nhé, tên lớp à, là mã lớp lúc đầu mình biết đúng rồi mình sửa lại thành sai à, ta ghi đây là mã lớp luôn à, label lb mã lớp ta viết tắt đây ha. Cái à, các bạn nên nhớ cái chỗ ID này này thì các bạn không nên có dấu và không được viết khoảng trắng nha. Nếu các bạn viết có dấu khoảng trắng là nó bị lỗi đó, cho nên chúng ta không có viết có dấu khoảng trắng ở đây mà chúng ta chỉ viết những cái từ test này thôi. Đấy. Các bạn nên nhớ nha, ở đây cũng vậy này, hai chỗ này tương đương nhau mà, viết đây cũng vậy, chúng ta viết không có dấu, không khoảng trắng, còn ở dưới đây thì có dấu khoảng trắng bình thường ha. Rồi sau khi xong tên lớp rồi, ủa tên lớp okay. Đây là mã lớp chứ tôi viết nhầm, đây là lớp, tên lớp đúng rồi, đây là mã lớp rồi. Tôi cắt tôi đảo lại đi ha. Đấy là cho nó đúng. Như vậy đây là gì đây, mã lớp các bạn ha, label mã lớp, rồi tên mã lớp, rồi đây là gì đây, label tên lớp, thì đây là tên lớp, rồi đây là điện thoại ID nó là label điện thoại. Rồi và đây là điện thoại rồi ha. Rồi thì thực ra này lúc nãy tại sao tôi lại phải đảo qua đảo lại, ý tôi muốn có thứ tự, tại vì chúng ta mới nên là mới làm quen, tôi muốn có thứ tự cho nó dễ nhìn các bạn. Rồi cho tôi đặt ra đặt tên luôn cho cái textbox này, mặc định nó t là id, nó cái tên là tt, ra đặt tên nó là txt. Cái quy định này tôi thấy tôi thường đặt nên tôi đặt cho các bạn nó quen dần cũng được. Txt mã lớp. Rồi tương tự như vậy tôi chọn đây, vì là txt tên lớp label textbox 2 ha. Txt tên lớp. Tương tự đây tôi chọn vào cái textbox 3 này này, mặc định là textbox 3 tôi chọn là txt điện thoại. Rồi, sau khi có rồi các bạn thì bắt đầu chúng ta sẽ viết code bằng cách chúng ta nhấp chuột phải vào đây. Chúng ta chọn view code, nhấp chuột phải bất kỳ vị trí nào cũng được. Hoặc là một số bạn đã nhấp 7, nhấp 7. Nhưng đây tôi có thể double vào đây cũng được này các bạn. Chúng ta sẽ viết ha. Chúng ta double vào đây. Rồi, chúng ta double vào, double click vào thì nó ra cái bảng này. Thì các bạn thấy này, mặc định nó lại ra cái chữ là email button click. Nhờ chúng ta không thấy chúng ta muốn là chữ là thêm chẳng hạn thì chúng ta quét khối delete đi. Yes, lưu lại. Chúng ta qua lại đây, nó đặt cái tên nó luôn, nhấp phải property lên. Kéo lên trên cùng nữa các bạn, mặc định nó chữ email các bạn thấy chưa? Quét khối lại. Đây là button bt. Rồi. Thì đấy, thì đây là cái cách đặt tên. Chúng ta vừa học bài mới, cái cách mới mà chúng ta vừa biết cách đặt tên, biết cách lấy cái table này ra. Mục đích của tôi là các bạn phải biết cách lấy các cái label ra này, biết lấy cái textbox, biết sử dụng cái button. Một số bạn nếu là khi nào sử dụng email button, khi nào sử dụng button tùy. Nếu có hình ảnh chúng ta thì chúng ta chọn vào email button, nếu không thích chọn button cũng vẫn được. Rồi sau khi chọn xong thì chúng ta phải qua cái tab event, đây là cái tab mà chúng ta đang dùng, tab property. Chúng ta qua tab sự kiện này. Rồi chúng ta
để biết cái cũ này đi ha. Chúng ta phải double đây chúng ta biết cũng được, hoặc các bạn double chỗ này, hai chỗ này tương đương nhau, rồi chúng ta double đây cũng được, double đây cũng được, rồi chúng ta double đây đi ha. Rồi. Rồi đấy, bạn thấy đây là nó ra là bút tông click này. Rồi thì bây giờ để biết thì chúng ta nên sử dụng một cái cú pháp phải try catch để cho nó bắt lỗi các bạn, để mỗi lần mà có cái lỗi gì nó xuất lỗi thì chúng ta dùng cú pháp try catch. Đó. Rồi, đây là chúng ta đưa cái thông báo lỗi ra. Thông báo lỗi. Rồi, chúng ta enter nó mập nhỏ ha. Đấy. Rồi, nhưng mà chúng ta sẽ viết ở trong đây. Tức là những cái cú pháp chúng ta viết ở trong vùng try này, nếu mà có lỗi thì lập tức nó sẽ show ra cái vùng két này, vùng két này nó sẽ xuất lỗi đúng không ạ? Vùng này nó chỉ việc nó bắt, nó tìm lỗi xong nó bắt lỗi. Nếu mà có lỗi nó xuất ra đây, còn nếu không có lỗi thì nó bỏ qua. Rồi, nhưng mà khi xuất lỗi thì xuất lỗi ra cái label nào thì chúng ta phải thêm nữa các bạn ạ. Chúng ta phải thêm ra một cái lỗi ở cái xuất lỗi đây. À, chúng ta lấy một cái label đây. Thì cái label này chúng ta đặt cái ra nó là thông báo lỗi đi ha. ID. Chúng ta đây là thông báo lỗi. Label đấy. Thông báo lỗi. Đấy các bạn nhớ nhé, các bạn không muốn khoảng trắng các bạn phải thêm dấu shift bạch ngang dưới này. Rồi cái này chúng ta xóa ở trong ô text, các bạn xóa đi ha. Đỡ phải bước nhiều dòng, dài dòng. Nên tôi muốn là các bạn để thì các bạn phải định dạng kiểu khác nữa, nhưng thôi tôi xóa đây cho nó dễ. Rồi, tức là khi có lỗi lập tức nó xuất ra cái label này các bạn. Rồi chúng ta quay lại ta viết tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cơ sở dữ liệu lên. Bằng cách chúng ta sẽ là chúng ta trước có một cái lớp kết nối, thì trước tiên chúng ta phải gọi cái lớp kết nối trước các bạn ha. Thì chúng ta có kết nối. Đó. Rồi chúng ta gọi chữ kết nối cái lập tức nó lên cái chữ kết nối đây chính là cái lớp kết nối giữa xuống kết nối với cái trước tiên chúng ta phải kết nối với cái SQL Server này trước này, thì chúng ta phải gọi cái lớp này trước. Thì khi gọi xong thì mặc định chúng ta sẽ tạo nó bằng giống hết. Đó. Tại vì có nhiều thao tác, nếu mà hôm nay mà nó có dính thì nó nhớ gì đó chẳng hạn, thì chúng ta cho nó bằng rỗng hết, nên chúng ta đặt cái tên cho nó bằng db, bằng new. New tức là rỗng, dữ liệu không có gì cả. Đấy, rồi đóng mở ngoặc, rồi chấm phẩy enter. Rồi thì trong cái lớp kết nối này có phải lúc nãy các bạn đã lấy một cái bảng ở trong đây, cái bảng này là bảng danh mục lớp đúng không? Chúng ta sẽ gọi cái bảng danh mục lớp ở trong cái lớp kết nối này ra. À, danh mục, à, chúng ta gọi chỉ danh mục lớp thì nó lấy ra. Tại vì cái danh mục lớp này là thực ra nó là dưới đây mà, cái table 1 là một table dưới đây. Nó là, đó. Nó là một table dưới đây. Rồi, danh mục lớp thì có phải các bạn nhìn nhé, trong danh mục lớp này phải có tên lớp, mã lớp, điện thoại, thời gian không? Rồi. Đó, thì chúng ta sẽ tạo một cái đầu tiên chúng ta cũng làm mới nó luôn là DT bằng new, tức là đầu tiên nó không có gì hết, nó rỗng luôn. Đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy hai cái đó ra nhưng mà định nó bằng rỗng hết chứ chúng ta chưa gọi hết. Rồi sau cái gì? Ở trong cái này các bạn này, cái link quy này thì trước khi sử dụng chúng ta gọi cái tên lớp kết nối xong chúng ta sẽ tạo ra một cái mảng, thì đây chính là một cái mảng này. Bây giờ chúng ta muốn lấy cái đối tượng nào nằm trong cái table này ra thì chúng ta gọi ra. Chúng ta sẽ gọi cái đây được ra đây đúng là một mảng dữ liệu. Chúng ta sẽ gọi từng đối tượng này bằng cách chúng ta là DT. Tại vì DT thì nó sẽ bằng với cái lớp kết nối này mà ha. DT chấm. À, chúng ta muốn thêm vào đâu? Rồi, chúng ta muốn thêm vào cái mã lớp. Đấy, thì chúng ta gọi chữ mã lớp rồi bằng với lại txt mã lớp cái txt chấm test. Đấy. Rồi chúng ta chấm phải kết thúc. Rồi, nhưng mà cái mã lớp đây thì chính là nằm trong cái table danh mục lớp. Còn cái txt này thì chính là cái này các bạn này, chính là cái dữ liệu, tức là cái giá trị nằm ở trong đây thì nó sẽ thêm khi chúng ta bấm vào nút thêm này. Đó. Thì nó sẽ cập nhật dữ liệu từ bên đây này, nó đổ về bên đây để nó xuống cơ dữ liệu nhá. Nó đổ về đây để nó xuống cơ dữ liệu chứ không phải là từ bên đây đổ ngược lại đây đâu các bạn ha. Nhớ nha, là từ bên đây sẽ đổ dữ liệu về đây. Rồi tương tự như vậy chúng ta có thể là dt chấm cái gì đây các bạn, chấm mã lớp rồi thì chúng ta sẽ chấm tên lớp này. Rồi sẽ bằng với cái txt tên lớp đấy các bạn, thấy khi chúng ta đặt cái tên rồi rất là dễ sử dụng. Đấy, chúng ta gọi cái là nhớ là cái test này là cái mặc định của máy có sẵn rồi nhé,
test này là cái máy có sẵn này, còn cái này do cái biến để ta tạo là nó nhớ nó lấy ra. Rồi tương tự như vậy chúng ta là điện thoại nữa thì là dt chấm điện thoại đấy, chúng ta cứ gọi từng đối tượng ra thôi. Cái này là nó gọi trong cái mảng này chứ đâu, cái mảng dữ liệu này này. Rồi chấm là txt rồi gì đấy điện thoại chấm test. Rồi nhưng mà khi chúng ta gọi xong rồi thì bây giờ chúng ta đã lấy được dữ liệu từ cái giá trị, chúng ta đã lấy dữ liệu này này, từ đây chúng ta đổ về đây được rồi đấy, từ đây chúng ta đổ dữ liệu vào cái tên lớp rồi, từ đây chúng ta đổ dữ liệu vào rồi, nhưng mà nó chưa có thể thêm xuống được đâu các bạn ạ. Nó muốn thêm xuống thì chúng ta phải biết một cái, chúng ta phải thêm, chúng ta phải dùng cái lớp kết nối này này để chúng ta thêm này, thì chúng ta phải gọi cái lớp kết nối này để cho nó cập nhật xuống. Chứ mặc định chúng ta mới là mới đưa dữ, hiện tại chúng ta mới đưa dữ liệu từ những cái ô này này về cái bảng này mà thôi. Đấy. Chứ chúng ta chưa có xuống dữ liệu được, chúng ta muốn thêm nó xuống thì chúng ta phải gọi cái lớp này ra để cho nó thêm xuống, thì chúng ta phải gọi là db. Đấy. Db chính là chỗ này này, chấm danh mục lớp ha. Nhưng mà danh mục lớp bây giờ chúng ta đó là danh mục lớp của chữ s, chúng ta gọi chữ danh mục lớp thì ra danh mục lớp s chứ không phải danh mục lớp không chữ s nha. Rồi chấm insert insmic insert on smic chứ không được, không phải là on này đâu các bạn ha, chọn cái dưới này. Rồi mở ngoặc ra thì chúng ta sẽ insert cái nào, insert những cái đối tượng dt này, này xuống dữ liệu, những đối tượng dt trong này thôi ha, này, những cái tag thôi dt. Rồi đó chúng ta sẽ thêm nó xuống, rồi chúng ta chấm phải enter xuống dòng. Rồi nhưng mà nó chúng ta thêm xuống thì chúng ta sẽ dùng cú pháp smic chain này, chúng ta thêm à, chúng ta cũng gọi là db chấm, nhưng nhớ chúng ta phải có db nhé, không có db là không được. Còn cái chỗ này chúng ta không cần phải là có cái chúng ta chỉ cần đóng mở ngoặc lớp trắng rồi ha. Rồi sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ thêm được dữ liệu xuống các bạn. Rồi thì cho bài trước tiên chúng ta thêm, chúng ta sẽ về đây chúng ta xem thử rồi đã này. À chúng ta nhấp vào danh mục lớp, chúng ta chọn này là edit xem coi nó có đối tượng nào chưa nha. À mặc định bây giờ chúng ta cột thì chúng ta các trường dữ liệu không có gì hết. Rồi bây giờ tôi sẽ thực hiện có lệnh thêm ha. Rồi bắt đầu tôi sẽ chạy nó lưu lại trước ha. Rồi tôi sẽ đây tôi chạy cái này thì tôi nhấp chuột phải, tôi chọn là gì đây, set a star pay à, tức là lấy cái trang này trang mặc định chạy, mỗi lần chạy nó sẽ chạy trang đó. Rồi bấm vào nút này ha để cho nó lên. Đấy thì các bạn thấy như vậy là chúng ta đã có được lên này này. Đây chúng ta nhập như mã lớp là tin học thì ta gọi là TH tin học 01 đó. Ở tên lớp là tin học, lớp tin học được chưa? Điện thoại của cái lớp này, lớp này có điện thoại bàn đấy nhỉ. 0650 0650 0650 3566 171. Rồi bấm S ha. Đó, thêm. Đấy, thì chúng ta thêm vào nó được không nha. Rồi, chúng ta thêm, các bạn thấy mà nó im du nữa này, thì chắc có thể là cô chừng được đó. Chúng ta quay về cơ dữ liệu, chúng ta xem thử coi ha. Tắt lại đi. Chúng ta quay về đây, chúng ta nhấp vào này, refresh lại các bạn nha, cập nhật. Rồi, vào đây, vào đây, vào đây. Nhấp chuột phải ha, chọn edit. Xem thử coi. À, nó không có được cái gì đây, nó đang bị lỗi gì các bạn này. Đấy, tại vì cái số điện thoại của chúng ta cho đây là 12 ký, 12 số đúng không? Kiểu à chúng ta không thêm được, các bạn nhìn này nó có lỗi đó, chúng ta thấy này, đây là mã lớp chúng ta chỉ cho có 2 ký tự mà lúc nãy chúng ta nhập quá nhiều ký tự nên nó không có đúng kiểu dữ liệu đây nên nó bị lỗi các bạn, mà nó lại không xuất lỗi chúng ta xem. Bây giờ chúng ta muốn xem cái lỗi này thì chúng ta phải làm cách nào bắt cái lỗi này ra, xuất ra màn hình cho chúng ta xem. Các bạn đợi tôi chút nhé. Rồi như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đưa bắt nó ra cái thông báo lỗi tại vào cái label này, vào cái label này thì chúng ta sẽ vào đây lại ha, chúng ta sẽ đưa thông báo lỗi ra, mặc dù lúc nãy chúng ta làm mà nó không có thêm dữ liệu xuống mà nó không xuất lỗi cho chúng ta. Như vậy thì rất khó khăn mà khi chúng ta đưa lên các cái hot á thì nó sẽ gặp một số khó khăn mà chúng ta không biết lỗi xuất ra nào, thì chúng ta dùng cú pháp try catch bây giờ nó phát huy tác dụng các bạn ha. Chứ mặc định chúng ta không cần try catch này vẫn được, nhưng mà ý tôi muốn là bắt lỗi đưa ra
thường lỗi là nó hay nằm trong phân khúc này, nên tôi sẽ bắt hết tật đưa vào đây, bắt hết toàn bộ lỗi này, và đồng thời nếu có lỗi thì xuất ra. Thì tôi sẽ bằng cái txt, cái label ha, label, cái label gì đây, thông báo lỗi chấm test. Cái label thông báo lỗi chấm test này nó sẽ bằng với cái lỗi mà khi nó bắt được này này thì nó truyền vào cái này exception này. Thì cái exception này tôi sẽ cho nó bằng với một cái tên này, thì tôi sẽ ghi cái tên là thông báo, đây thông báo lỗi này, cái thông báo lỗi chỗ này này chính là nó chính là cái chỗ này này, tại vì cái này thì bằng với nguyên cái lỗi này rồi. Chấm message box, chấm message, rồi chúng ta sẽ xem lại các bạn ha. Chúng ta bấm vào đây chạy lại lưu lại ha. Đó, các bạn thấy cú pháp chạy két bây giờ phát huy tác dụng nhé. Lúc nãy thì nó không có kiểm tra, không có ra được, và bây giờ nó xuất lỗi thì nguyên cái lỗi này này nó sẽ được đổ hết ra, toàn bộ đổ hết ra cho mình xem. Đó, nguyên cái lỗi này đổ hết ra cái label này cho chúng ta xem. Rồi, chúng ta thử nhập lại coi. Chúng ta nhập đã đi. Nãy có hai ký tự nó nhập quá mà. Bây giờ chúng ta gọi thử. Quá thử nó lỗi gì. À, nó báo là thấy chưa? Nó xuất lỗi chúng ta xem là thấy chưa? Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhập đúng rồi nha. Chúng ta nhấn báo lỗi này, nhưng mà chúng ta thử cái database có dữ liệu gì không. À, chúng ta xem thử tắt lại đi. Refresh lại ha. Rồi. Đấy, các bạn thấy vẫn không xuống đúng không? Tại vì nó bị sai mà. Sai sao mà xuống được. Bây giờ chúng ta sẽ nhập đúng lại ha. TH thôi. Tin học là cái tắt từ TH thôi ha. Rồi. Xong đó chúng ta sẽ... Đây là cái tên lớp. Tin học. Rồi. Điện thoại. Đấy. Rồi ha. Đấy, nãy sai này rồi bấm thêm. Rồi. Khi chúng ta bấm thêm... nhưng mà nó vẫn xuất ra cái này nữa, tức là Duân đang còn nhớ lại cái cũ các bạn. Duân lúc nãy là ta đang để lại cái cũ nhớ. Rồi bây giờ tôi sẽ quay lại cho tôi xuống đây, tôi thêm thử cho tôi coi lại thử. Này các bạn thấy nó tin học nó xuống này. Do lúc nãy là chúng ta nó bị nhớ thôi, cái màn hình này nó thấy vẫn còn cái lỗi cũ, tức là Duân đang bị nhớ lại thôi. Rồi. Và chúng ta này làm lại lần thứ hai, tức là báo bị trùng khóa chứ đã có cái giống rồi. Rồi như vậy thì bây giờ chúng ta làm sao để cho nó mất hết những cái thông tin này, nó vẫn còn lưu cái này lại, mặc dù nó thêm xuống nhưng mà nó vẫn còn lưu. Chúng ta phải khi thêm xuống rồi thì cái này chúng ta phải cho nó rỗng hết đi chứ, nó mất hết đi nhé. Thì chúng ta làm bằng cách nào? Thì ở đây tôi sẽ chỉ các bạn cách làm. Đấy, mặc dù nó thêm rồi mà nó vẫn trên vẫn còn báo là không được ha. Chúng ta sẽ làm tiếp một bước nữa, tức là chúng ta sẽ xuất rỗng các cái giá trị này. Chúng ta sẽ tạo ra một cái giá trị xuất rỗng này, chúng ta nhấp cái nút stop lại. Rồi bây giờ tôi sẽ xuất rỗng, thì bây giờ dưới cái này đi ha, dưới cái này tôi sẽ làm một cái xuất rỗng void, xuất rỗng. Tôi sẽ cho một cái hàm xuất rỗng đây các bạn. Rồi thì có phải là xuất rỗng thì là xuất những cái test này ra bằng giá trị rỗng hết đúng không các bạn? Ha? Đấy, bằng rỗng. Đó, rồi tương tự như vậy, những cái test này rỗng hết. Sau khi thêm xong thì phải xuất rỗng hết này. Trả lại ban đầu, không được lưu giá trị này nữa. Chứ nó cứ lưu giá trị vậy thì nhìn nó vướng mắt, mình muốn thêm một người nữa thì sao? Đại phải mất công để xóa đi rồi mới thêm, mất thời gian quá ha. Chúng ta xuất rỗng hết. Cái label này cũng vậy. Cái label này thì chúng ta rồi xuất rỗng này ta là xong rồi ha. Và chúng ta sẽ xuất cái giá trị rỗng này đây. Tức là chúng ta sẽ gọi cái hàm xuất rỗng vào đây. Mặc định hàm xuất rỗng nó nằm ở ngoài các bạn nha. Cái hàm xuất rỗng với hàm này nó tương đương nhau này. Nó nằm ở ngoài các bạn thấy chưa? Rồi, nhưng bây giờ tôi muốn gọi cái hàm này, tôi muốn đưa cái hàm này vào trong đây để cho xuất cái rỗng đây. Tôi cắt cái để lên trên các bạn để nhìn cho nó dễ phân biệt, các bạn hay nhầm. Đấy, tôi để này cho nó cách xa. Đó, các bạn thấy hàm xuất rỗng tôi để trên đây này. Được chưa? Giờ tôi muốn gọi cái hàm này nó xuất rỗng ra, tức là sau khi nó thực hiện thêm rồi, cập nhật xong rồi thì nó mới trả về cho giá trị rỗng thì tôi được xuất rỗng. Được chưa? Rồi xuất rỗng ra. Rồi nhưng mà bây giờ khi mà thêm xong rồi thì phải xuất cái thông báo là phải thêm thành công cho tôi nữa. Tôi muốn phải chữ thành công nữa.
thì tôi có phải là bằng cái phải là nguyên cái đống này không? Đấy, nguyên cái test này nó sẽ bằng với cái chữ thành công. Đóng vào kép để vào trong là tôi biết là cập nhật thành công. À, ví dụ là thêm thành công nhé. Cập nhật thì nó không không chính xác, phải dùng thêm thì chính xác hơn. Từ khóa các bạn phải chú ý nha. Thêm thành công. Đó. Còn nếu không thêm thành công thì lập tức nó sẽ trả cái này ra. Mà khi thêm thành công rồi thì chúng ta phải rồi khi thêm thành công là được rồi ha. Còn nếu không thêm thành công thì nó sẽ xuất cái lỗi này ra các bạn. Rồi, chúng ta thử này, chúng ta lưu lại. Bây giờ chúng ta thêm thử ha. Rồi, ví dụ bây giờ lúc nãy chúng ta thêm cái lớp là anh Văn tin học rồi, bây giờ thêm anh Văn đi. Anh Văn. Đấy, rồi điện thoại. À, nhưng mà chúng ta thêm 172 đi cho nó khác một tí, đỡ mất công mới gõ. Rồi bấm thêm. Đấy, đèn báo là thêm thành công, thấy chưa? Đấy. Nhưng mà nếu chúng ta lỗi nha, lập tức nó sẽ báo lỗi cho các bạn xem này. Thấy chưa, nó xuất lỗi thấy chưa? Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta xem thử cái lúc nãy ta thêm kết quả như thế nào. Chúng ta thêm thử ha. Nó quay lại đây. Refresh cái các bạn nha. Để cho nó cập nhật. Nhấp lại refresh cái. Lên một lớp, một cái edit. Đấy các bạn thấy này, mình vừa mới thêm cái anh Văn thấy chưa? Mà anh Văn nãy mình thêm nó nằm trên cùng. Đấy. Ở chơi tại đây sao nó là 3 này 5, tại vì lúc nãy chúng ta đây này các bạn. Rồi lúc nãy ta để đây bước nhảy là 2 thấy chưa? Lúc nãy tôi chơi cái lúc nãy tôi chọn bước nhảy là 2 các bạn. Chúng ta chọn bước nhảy 1 thôi, ta cập nhật lại là được rồi. Rồi, như vậy là chúng ta đã viết xong cái bước là thêm dữ liệu rồi đó các bạn ha. Thêm trường này, trường này vô đây rồi ha. Và chúng ta như vậy thì tôi đã cập nhật xong dữ liệu thêm xong rồi. Rồi. Thì mục đích của bài hôm nay thì chúng ta sẽ tóm tắt lại một chút. À, tức là chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học được cái cách này, sử dụng cái công nghệ Link Quy. Nói công nghệ cũng không đúng lắm, cái chức năng Link Quy thôi, chứ công nghệ nó hơi khác các bạn ạ. Rồi, Link Quy, tức là chúng ta biết cách tạo ra một cái lớp Link Quy để kết nối và chúng ta biết cách lấy cái bảng vào đây. Rồi bước thứ nhất là Link Quy. Bước thứ hai thì chúng ta cũng có một cái nữa, đó là chúng ta sẽ tạo ra cái trang này rồi ha, nhấp phải chọn Design View, View Design. Thì chúng ta biết cách là lấy các label ra, đặt tên đổi tên cho nó ha, đặt tên đổi tên này, rồi thay đổi kích thước gì đó. Rồi lấy thêm cái thông báo này ra nữa. Rồi chúng ta lại biết được cách lấy cái button hoặc là email button tùy các bạn ha. Muốn biết code thì ta double vào đây, thì trong khi double vào nó sẽ cái con nháy sẽ nằm ngay trong vùng này. Thì chúng ta dùng cái cú pháp try catch thì chúng ta bắt lỗi. Rồi xong đó chúng ta sẽ gọi cái lớp này ra, này là lớp kết nối. À, để kết nhiệm vụ là để kết nối database với lại cái phần mềm này. Và trong đó chúng ta có bỏ vào một cái table tên là danh mục lớp. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái mảng table danh mục lớp bằng cái cú pháp này. À, tất cả các đối tượng này nó sẽ đổ về đây. Rồi nó viết chèn như đây. Rồi xong đó chúng ta sẽ gọi từng đối tượng trong cái table danh mục lớp này chúng ta gọi ra. Tức là nếu như người dùng mà nhập vào cái testbook 1 này, mã lớp này, tức là nhập vào đây này. À, thì nó sẽ được đổ dữ liệu xuống đây. Tương tự người dùng nhập vào tên lớp thì đổ dữ liệu vào đây, và điện thoại nhập vào điện thoại thì đổ dữ liệu vào đây. Sau khi đổ dữ liệu xong thì mới dùng cái chức năng là này để nó cập nhật xuống cái, nó biết dùng lớp kết nối này để cập nhật xuống cái database, cập nhật những cái đối tượng này xuống database này ha. Nó đưa về đây cập nhật xuống, rồi chúng ta submit để cập nhật. Rồi xong thì xong rồi thì cái này là cái thêm thôi để chúng ta show thông báo lỗi thành công, thì chúng ta làm bèo cái label này thông báo lỗi chấm test sẽ bằng cái chữ thành công nếu như cái chức năng này cập nhật thành công. Còn nếu mà chức năng này cập nhật mà nó bị lỗi rồi thì lập tức nó sẽ chuyển xuống dưới đây, chứ nó không đưa chữ thành công ra đâu các bạn. Nó sẽ chuyển xuống dưới đây, nó cái két này nó sẽ show cái lỗi này ra, giống lúc nãy ta show ra. Và xuất rỗng này tức là mặc định đây là cái hàm xuất rỗng này này, đây tôi gọi vào đây thôi ha. Thì đây là những cái đối tượng này, sau khi mà thêm ví dụ như cập nhật dữ liệu rồi thông báo thành công xong rồi lập tức nó xuất rỗng ra, nó sẽ thêm ra. Nó sẽ cho cái này bằng rỗng, cho cái này bằng rỗng, cái giá trị này bằng rỗng, giá trị này bằng rỗng, giá trị này bằng rỗng, đó tên cái để rỗng này, nó mà trả lại bằng rỗng chứ đỡ mất công mình phải xóa ha. Rồi đó là cái bài hôm nay đó, chúng ta chỉ viết đơn giản, các bạn thấy Link Quy viết cực kỳ đơn giản đúng không? Đấy. Rồi nhưng mà một số bạn nói là nếu bây giờ đó ha, đó. Một số bạn nói như vậy là muốn viết cách nào tùy các bạn. À, như vậy là bài hôm nay là kết thúc, đó là bài này là chức năng là thêm dữ liệu xuống.
danh mục lớp. Kết thúc các bạn ha.